Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phoebe. Và nếu mà các bạn nào mà thích clip này của Phoebe á, thì các bạn cho Phoebe một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube của Phoebe nha. Còn bạn nào là fan chân chính của Phoebe thì các bạn nhớ là hãy click vào quảng cáo ủng hộ cho Phoebe một gói mì tôm nha các bạn ơi, để cho Phoebe có thêm cái động lực để Phoebe làm thêm nhiều clip mới cho bạn coi nữa nha. Nha các bạn. Ok, và hôm nay mình sẽ làm một cái clip này rất là hấp dẫn về một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn phần không kém các bạn ơi. Là làm lốc xoáy thần, thử thách lốc xoáy thần các bạn ơi. Thường thường á thì mình làm cái thử thách lốc xoáy thần á thì mình sẽ xây một cái căn nhà xong rồi mình sẽ đặt cái lốc để tạo lốc xoáy thần ra để coi là cái ngôi nhà đó chống chọi lại được với lại cái lốc xoáy thần đó không. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một cái cách rất là đặc biệt và rất là khác mọi ngày và rất là hấp dẫn luôn các bạn. Biết hôm nay mình sẽ xây cái gì không? Hôm nay mình vẫn sẽ xây một cái ngôi nhà giống như là thử thách sống thần bình thường thôi. Nhưng mà ngôi nhà này rất là đặc biệt nha. Nhưng mà đặc biệt chỗ nào các bạn biết không? Đặc biệt là hôm nay mình sẽ xây ngôi nhà trên thế giới bị đảo ngược. Đó, các bạn biết không? Các bạn nào có xem cái thế giới cái tập mà mình làm thế giới đảo ngược á, mà lên đập cái viên kim cương ở trên đây á, thì các bạn sẽ biết là thế giới đảo ngược như thế nào. Hôm nay mình sẽ thử thách là xây một cái ngôi nhà trên thế giới đảo ngược. Xong rồi mình sẽ thử thách sống thần coi là cái ngôi nhà nó sẽ như thế nào. Và nếu mà các bạn nào mà muốn biết á, là tiếp theo cái ngôi nhà đó nó có thể chịu đựng được với lốc xoáy thần không, thì các bạn tiếp tục xem clip của Phoebe nha. Ok, nói vậy thôi chứ biết là các bạn vô xem clip của Phoebe là các bạn sẽ luôn luôn xem tới cuối rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bước đầu tiên á, Phoebe phải đi lấy mấy cái lốc này để Phoebe làm. Ui, mấy cái cát này mình sẽ để mình phun ra cái xong cái cát nó lên quá trời luôn nè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy gỗ quá trời luôn nè. Mình sẽ lấy 2 stack gỗ nha. Mấy dân làng này nó farm ghê lắm các bạn. Kiểu như là nó đi chặt gỗ với lại nó làm ruộng gì rất là cần cù á. Bởi vì các bạn thấy không, ở trong gương lúc nào cũng đầy ắp đồ hết à. Ok, bây giờ mình sẽ tách mấy cái này ra nè. Ok, rồi bây giờ mình... Ủa? Tách hết luôn rồi, từ từ. Để mình sẽ đi lấy thêm gỗ nữa. Không có được tách hết như thế này các bạn. Để mình lấy thêm nha. Úi, lấy tách xong 4 luôn đi. Ok, mấy này, mấy nhân làng này nó giàu mà có gì đâu đúng không? Giàu mà Phoebe lấy miếng này đâu có nhầm nhò gì đâu, chúng nó đi chặt lấy lợi hay sao đâu. Ok, bây giờ mình sẽ xây lên các bạn ơi. Ngay đây mình sẽ xây một cái trụ trước nha các bạn. Đó, cái trụ mình sẽ xây cao thiệt là cao lên để mình sẽ có một cái khoảnh đất để mình có cái không gian để mình xây một cái căn nhà ở trên trển nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ xây lên như thế này nè. Đó. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã xây được một cái mặt phẳng ở trên trời rất là bự nè các bạn. Mặt cái dáng gỗ ở trên trời mình xây rất là bự nè. Đó, ở dưới là cái ngôi làng của mình kìa, rất là cao luôn, các bạn thấy ghê không? Đó. Ok, bây giờ mình đã có mảnh đất rồi và cái tiếp theo của mình á là mình sẽ xây mình sẽ đảo ngược mình lại để mình xây một cái căn nhà nha các bạn. Ôi bây giờ làm sao xuống đây? Chắc là bây giờ Phoebe phải nhảy xuống thôi chứ làm sao mà xuống được. Ok, để mình sẽ nhảy xuống nha. 1 2 3. Không biết chết đâu. Rồi không được rồi các bạn ơi, để mình chỉnh chế độ 1. Xong rồi chỉnh lại. Đó, các bạn thấy không? Nhìn lên thì mình đã có một cái mảnh đất rất là bự nha. Ok, bây giờ mình sẽ đảo ngược bản thân của mình lại để mình xây một cái ngôi nhà nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này trước nè. Xong rồi từ từ để mình set up mấy cái này các bạn. Ok, khoan. Đó. Các bạn thấy không? Từ từ nha. Ok, không vậy không có được rồi. Từ từ. Để mình nghĩ cách rồi, làm sao mà lên chảnh được. Nếu mà bây giờ mà mình lên chảnh. Ok, từ từ. Để Phoebe thử lên được không. Đây, như vậy phải không? Ok, đổi rồi. Ok, các bạn ơi, lần này mình sẽ thử lại một lần nữa coi lên được không nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử lại nè. Đó, mình bay lên nè. Đảo ngược lại. Ây da. Oh my god, chẳng chết các bạn ơi. Nó khó quá nên Phoebe đã kiếm cái cách khác để đi lên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đang đứng ở trên cái mặt phẳng đảo ngược rồi nè các bạn. Đó, đây là mảnh đất của Phoebe nha. Đó, các bạn thấy không, đây là mảnh đất của Phoebe rồi. Còn phía bên dưới là ngôi làng của Phoebe. Ủa, phía bên trên chứ, bây giờ cái ngôi làng của Phoebe là ở trên trời rồi.
còn trên trời đối với Phoebe bây giờ là ở dưới đất á các bạn. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ xây cái căn nhà của riêng mình nha các bạn. Ở trên cái thế giới đảo ngược này, Phoebe cái cổ của Phoebe nó bị quay giống giống nó quay vòng tròn y chang trong chống tre luôn kìa các bạn ơi. Đó, nó quay nè. Quay quá trời quay luôn. Trời ơi, đảo ngược luôn cái đầu của Phoebe luôn. Đúng là thế giới đảo ngược mà cái thân thì nó nằm ở đằng trước mà cái đầu thì nó nằm đằng sau. Trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi. Ok, bây giờ mình sẽ xây căn nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ xây căn nhà lên, xây những cái trụ như vậy nè. Đó, một ở ngay đây cái trụ ra, ba trụ ra. Xong rồi ở bên đây mình sẽ xây thêm trụ. Ok. Ok. Ok, vừa đủ. Thôi mình sẽ đặt thêm vài cái đuốc để cho các bạn thấy đường nha. Ui, cái đuốc ở trên đây thì nó sẽ bị đặt ngược xuống kìa, nhìn tiếu vải luôn các bạn. Đó, ok. Và ở đây thì mình sẽ xây mấy cái lốc này lên. Đó. Ui, trời tối rồi, để mình chỉnh trời sáng để mình xây tiếp cho bạn xem nha. Thẩm xét đây. Ok, và đó, đó, đó. Ủa, hình như cái ngôi nhà này nó bị ngược ngược nha các bạn ơi. Ok, từ từ đợi mình một chút xíu, mình phải đập ngay đây. Đó. Ui, bây giờ đập lốc thì nó sẽ bị rớt lên trên trời các bạn, nó rớt xuống dưới kìa. Oh my god, lạ thiệt luôn á. Đúng là trải nghiệm này rất là vui nha các bạn. Đó, ok, mình sẽ đập cái này luôn. Ok, đó, xây ra. Ok, ngay đây thì mình sẽ đặt giày, còn bên đây mình sẽ đặt qua như vậy. Đó, mình sẽ xây cái căn nhà này toàn là cửa sổ không luôn các bạn. Đó, vòng vòng đây nó sẽ cho nó thoáng các bạn. Ok, ở đây vậy mình sẽ chế tạo thêm một cái bàn chế tạo nha, xong rồi đặt ngay đây. Chế tạo một cái gương trước, một cái gương trước để mình để đồ. Đó, đặt ra. Ui, cái gương bị ngược không có mở được. Cái gương bị ngược các bạn ơi, không có, nó không có cho mình mở. Ok, để mình đập cái gương. Rồi. Ui, các bạn chế tạo cũng bị ngược luôn kìa. Rồi, bây giờ muốn mở cái gương này thì mình phải đặt ở đây nè, nó mới mở được các bạn. Rồi, sẽ để cái đó xong rồi mình sẽ chế tạo mấy cái que nha. Ok, rồi. Chế tạo sao? Ủa, cái gì không ta? Có bị quên mất tiêu rồi các bạn. Chế tạo cái hàng rào làm sao quên rồi. Ủa, à trời ơi, như vậy nè, quên nữa. Trời ơi, lâu quá không có chơi sinh tồn, biết Phoebe quên luôn, không biết cách nào để chế tạo luôn các bạn. Từ từ, đó, ok, chế được rồi đó. Đây, đặt ra, rồi, được 48 cái hàng rào Sam, đặt vô. Đó, xây vòng vòng là những cái cửa sổ của nhà Phoebe nè. Đó, bây giờ còn thiếu cái cánh cửa nữa đúng không? Cánh cửa nữa thì chế luôn cái cánh cửa, hai cánh lận. Đó, hai cái cánh cửa rượu gỗ xa. Ủa, sáu cánh luôn chứ không phải hai cánh. Ủa, bình thường là các bạn á đặt, ví dụ như là các bạn đặt cái gì là cái cửa gỗ á, thì nó sẽ đặt ở dưới đây phải không? Còn trong thế giới đảo ngược thì mình phải đặt trên đây nè. Đó. Ok, bây giờ mình vô nha. Ơi, chưa có cái nóc các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mình phải xây thêm cái nóc nữa là đủ, căn nhà của mình đã đủ luôn. Ok, để mình đặt lên như thế này. Xong rồi mình sẽ xây cho cái căn nhà mình một cái nóc gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Rồi, để mình đo tỷ lệ ước lượng coi. Ok, xây ra cái nóc cho nó. Ui, mình xây lộn rồi. Từ từ để mình chế. Ây da, trời đất ơi. Từ từ. Ok, để mình chế tạo một cái điều gỗ để mình đập mấy cái gỗ mà mình xây nó bị lỗi nè. Ủa, không đập cái gỗ này được, không chặt được các bạn ơi. Ấy, oh my god, à đập rồi nè. Ơi, ngay khúc này nó không cho mình đập luôn rồi các bạn ơi. Đậu xanh bị gì rồi, nó không cho mình đập luôn. Oh my god, ngay đây cho không? Để khoan, ngay đây cho không? Cho nè, ngay đây thì nó cho, còn ở dưới không cho. Ok. Rồi bỏ tay. Thôi xây tiếp. Rồi ở đây, đây. Đó, đặt ra. Để mình xây một cái nóc. Nếu mà nhà này không có nóc mà trời mưa nha. Mà mưa này nó kỳ lắm các bạn ơi. Mưa từ ở dưới, gọi là sao ta, từ dưới đất mưa lên trời. Bây giờ mình sẽ chỉnh trời mưa cho bạn coi trước nha.
để từ từ để mình xây xong cái căn nhà đi, mình sẽ chỉnh trời mưa cho các bạn biết là khi mà mình xây xong cái căn nhà mình chống trời mưa nó như thế nào. Ok, để mình đặt thêm ngay đây nữa. Đó, để cho nó giống cái căn nhà các bạn. Đó. Rồi, ở trên đây. Đó, phải bị xây điếc thì nhìn hành y chang như cái chùa luôn các bạn. Ok. Xây như cái chùa luôn rồi. Đó. Đập ra. Đó. Đập ngay đây đi. Sao mà nó không cho mình đập cái khúc gỗ này, mình không hiểu luôn các bạn. Rồi, đập được rồi. Ok. Ten 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 ten. Khoan từ từ, để mình đặt thêm như vậy nữa để cho nó đẹp các bạn. Đó. Bây giờ ngôi nhà của Phoebe quả đúng là đẹp luôn các bạn. Để mình đặt thêm hai cái cột bên đây nữa. Đó. Quả trời đẹp luôn. Từ từ để trang trí phía bên trong nhà nữa mới đúng chứ. Đó, ở đây mình sẽ đặt một cái bàn. Ủa. What? Các bạn ơi, ở trong thế giới đảo ngược này mình sẽ đặt cái bàn á thì nó sẽ lật úp là mình nó chừa cái chân lên các bạn. Cái chân này mình sẽ đặt được cái gì đây trời? Cái chân này chắc mình sẽ đặt. Oh my god. Đây là một cái sáng chế mà Phoebe mới sáng chế ra được nè các bạn ơi. Dùng cái bàn kết hợp với lại cái gì ta, cái lép, cái đèn ngủ các bạn. Ra được cái gì mình cũng chả biết luôn. Bây giờ mình sẽ đặt cái ghế ra nữa nha. Cái ghế đâu rồi? Ủa, cái ghế đâu? Oh my god, mất cái ghế rồi. Không sao, bây giờ mình sẽ đặt cái giường ra nha. Cái giường này không cho đặt các bạn. Ôi, cái giường này đặt trên trời, mỗi lần ngủ là mình phải đu lên hả ta? Mình làm khi mà mình sống ở trong thế giới đảo ngược các bạn, mình ngủ riết mình thành Spider-Man luôn các bạn. Ok, và mình sẽ đặt vòng vòng ở đây là mấy cái bây giờ. Mấy cái ây da, trời ơi. Ủa, không được. Ây. Cái này là các bạn biết là giờ không cái màn các bạn, nhưng mà bây giờ nó cũng đã bị ngược luôn rồi. Ok, đặt vòng vòng đây xong. Rồi bỏ đồ vô đây hết đi. Ôi. Ủa, nãy chơi ngu đặt cái lóc này. Ôi rồi, được rồi. Rồi, nãy giờ bị lắc hay gì các bạn, nó không cho mình đập cái này. Trời ơi, tưởng là không có được bỏ lóc vô luôn chứ. Ok, khoan đặt mấy cái đuốc rồi nữa cho nó sáng cái nhà lên. Trời ơi, bây giờ đặt đuốc là nó cắm ở dưới đất á các bạn, nhìn đi chang như đốt nhà vậy đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ đặt ở dưới không à. Các bạn thấy cái ngôi nhà này nó kỳ quặc thiệt luôn á. Cái người ở trong cái ngôi nhà này nó cũng kỳ quặc nữa các bạn. Ok, bây giờ mình đi ra ngoài nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh là rank nha. Water rank. Water. Ôi, water rank. Rank. Ok. Trời mưa các bạn. Ủa, trời mưa đâu? Mưa đâu? Mưa rơi lâm râm không thấy hạt mưa. Ok. Không có mưa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho nó thử thôi. Trời mưa rồi. Ủa. Ủa, cái hộp đó rồi. Ủa, mất tiêu cái hộp tạo mất tiêu cái hộp tạo lốc xoáy rồi các bạn ơi. Oh my god. Từ từ để Phoebe làm lại. Ok, mình đã có cái hộp tạo lốc xoáy rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái hộp tạo lốc xoáy này trước tiên là tạo trời mưa cho bạn xem nha. Rồi mình đặt ngay đây nè, tạo mưa trước. Đó. Ui, các bạn thấy trời mưa các bạn. Trời mưa từ trên trời rơi xuống nhưng mà không có trúng Phoebe. Wow, cái vậy là cái thế giới trên trời này kiểu như là cái thế giới đảo ngược này nó có thể chống được trời mưa các bạn. Kìa, mưa rơi xuống ướt cái ngôi làng của mình kìa các bạn ơi. Nhưng mà không có ướt mình, không có ướt cái ngôi nhà của mình. Tại vì ngôi nhà mình đảo ngược lại, nó chỉ mưa lên được cái vùng đất của Phoebe thôi. Cái chỗ mà Phoebe đứng thôi. Wow, ok, bây giờ mình sẽ cho nó thử là cái cấp độ cao lên nữa nha. Đó, bây giờ là nó sẽ bão bùng luôn các bạn, có tiếc nữa kìa. Oh my god, mưa này gọi là mưa, không phải mưa phùn nữa mà gọi là bão luôn các bạn. Đó, nó xuống kìa, nhưng mà không có trúng Phoebe. Không có trúng Phoebe đâu, không có trúng Phoebe đâu. Wow, ok, từ từ. Ui, nó rất là lớn rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho nó tăng cấp độ lên nữa nha. Đây, cấp độ này cấp độ thứ 3 đó các bạn. Đó, bây giờ là nó xấy lắm đó các bạn. Đó, ok, các bạn thấy gì chưa, nhưng mà Phoebe vẫn chưa thấy gì gọi là nguy hiểm hết á. Hay là cái ngôi nhà này nó sẽ chắc chắn hơn tất cả cái ngôi nhà thường, bởi vì nó bị đảo ngược các bạn, nó sẽ được kiên cố hơn á. Ok, mình sẽ cho nó chế độ cuối luôn rồi. Ôi, oh my god. Ôi trời, gì vậy? Oh my god. Phoebe bị đảo ngược. Trời ơi, chết Phoebe luôn rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi. Cái ngôi nhà đảo ngược của Phoebe kìa. Mọi thứ đảo ngược của Phoebe rồi. Trời ơi. Oh my god, nó xấy Phoebe nữa rồi kìa các bạn ơi.
Ngôi nhà đảo ngược của Phoebe bây giờ nó bị banh chành luôn các bạn ơi. Ngôi nhà của tôi, ngôi nhà của tôi, trả lời ngôi nhà cho tôi. Trời đất ơi, banh cái ngôi nhà Phoebe luôn. Đúng là cái lốc xoáy thần này nó mạnh thiệt luôn các bạn. Cho dù là cái ngôi nhà nó bị đảo ngược nhưng mà nó cũng không có thể nào mà chống được cái lốc xoáy luôn các bạn. Đó, nó sẽ chống được trời mưa thôi chứ lốc xoáy là nó bó tay rồi. Đó kìa, kìa. Trời ơi, có sấm sét luôn kìa, mới đánh Phoebe cái đùng luôn kìa các bạn. Oh my god, cái ngôi nhà của mình bây giờ nó banh chành tét bẹ luôn các bạn, chấp giá luôn kìa. Wow, mấy ông dân làng bay lên kìa. Wow, ok ok. Cái ngôi nhà của mình giờ nó trang như kiểu như là nó là một cái con rùa các bạn, nhìn nó giống cái con rùa đó. Ui, cái ngôi nhà của mình giờ mình thấy nó giống như cái chiếc tàu ở trong không trung các bạn. Wow, họ sấy rồi, sấy rồi. Ngôi mấy anh dân làng nó dính vô cái ngôi nhà của mình quá đời luôn kìa. Wow, bây giờ mình sẽ bay vòng vòng ở đây nè các bạn. Ui ui, mình bây giờ mình biến thành đà lát hay gì mà mình chạy quá nhanh luôn các bạn. Trời ơi, ôi lốc xoáy này ghê thiệt luôn các bạn, nó xoáy kìa. Xoáy kìa, xoáy kìa. Nó xoáy kìa. Wow 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 wow. Wow, ok, để bây giờ mình sẽ ngăn chặn lốc xoáy lại. Nếu mà mình không có chỉnh chế độ mod á, game mua mod á thì mình không có thể nào ngăn chặn được lốc xoáy này bởi vì nó mạnh quá các bạn. Mạnh quá các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi là sau khi lốc xoáy thần á thì cái ngôi nhà của mình nó sẽ diễn ra như thế nào. Nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Ok, để mình nhảy qua bển. Ok, đây là cái ngôi nhà của mình nè các bạn. Các bạn thấy cái ngôi nhà của mình không? Đó, ngôi nhà của mình, đây là ngôi nhà của mình. Bây giờ nó gọi là cái gì không biết luôn. Cái này giờ gọi là di tích sản vật hả? Di tích còn để lại hả? Trời ơi, ấy bây giờ mình có thể sống ở trên trời được luôn các bạn ơi. Đây nè, mình có giường nè, mình có cái đèn ngủ nè, mình có gương bỏ đồ trong chổng nè. Wow, bây giờ mình chuyển nhà lên trên trời sống luôn các bạn ơi. Wow, nhìn cái này nhìn cũng đẹp chứ bộ. Nhìn y chang như là một cái con thuyền đang bay ở trên trời các bạn. Wow, bốn cái trụ nó vẫn còn nguyên luôn nè các bạn. Wow, ok. Và bây giờ thì cũng đã hết clip của Phoebe rồi. Mà trời mưa nó ướt đầu Phoebe luôn. Và nếu mà các bạn nào là thương Phoebe thì các bạn nhớ cho Phoebe một like và subscribe cho kênh YouTube của Phoebe nha. Còn bạn nào là fan chân chính của Phoebe thì các bạn hãy lít vào quảng cáo để ủng hộ cho Phoebe một gói mì tôm nha. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau hay hơn nữa nha.